Hello các bạn, rất vui được gặp các bạn trong video mới nhất của mình ngày hôm nay. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mấy bạn cách kiểm tra thử bạn của mình đã xem ủng hộ cho mình được bao nhiêu giờ xem trên kênh YouTube. Thì cách này mình hướng dẫn để chia sẻ kinh nghiệm cho mấy bạn mới làm YouTube thôi. Còn mấy bạn làm lâu rồi thì chắc rảnh này rồi. Cái cách này do YouTube phát triển để cho bạn bè ủng hộ mình vô xem, thì mình có thể kiểm tra được người ấy đã ủng hộ mình bao nhiêu tiếng, bao nhiêu giờ trên cái kênh của mình ha, xem trực tiếp trên điện thoại không cần máy tính nha. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nha. Trước tiên thì chúng ta phải tải cái YouTube Studio về nha các bạn, là cái này ha. Đối với Android thì mấy bạn vào CH Play, mấy bạn tải về ha. Còn đối với iPhone thì mấy bạn vào App Store, mấy bạn gõ cho mình là IT dấu cách S Studio nè, nó sẽ ra ha. Cái ứng dụng đầu tiên nè, cái này mình đã tải về rồi. Nếu mấy bạn chưa tải thì mấy bạn bấm tải về thôi. Cái này mình bấm gì rồi nên mình bấm mở lên nha. Rồi trước khi chia sẻ thì mấy bạn phải tạo cho mình một cái danh sách phát. Mấy bạn vào ứng dụng ha, ứng dụng YouTube của mình á, làm tạo một cái danh sách phát nha mấy bạn. Mấy bạn thấy cái góc dưới mé đã phải không, cái chỗ thư viện nè, mấy bạn bấm vô đây cái mục này, danh sách phát nè, danh sách phát mới, mấy bạn bấm vào đây ha. Rồi thì mấy bạn chọn những cái video của mình ha, ví dụ mình đây mình tạo thử ha, mình chọn đại, mình chọn đại một cái những cái video. Còn mấy bạn tạo để cho bạn mình xem thì mấy bạn nên chọn những video của mình á, xong mấy bạn bấm vào tiếp tục trên góc trên phải màn hình nè, tạo danh sách phát mới. Mình tạo tiêu đề cho bạn mình nha. Mình ví dụ mình đặt tên của bạn mình đi, mình đặt tên là Hạnh hay gì đi, cũng đại loại làm đại loại giống vậy thôi. Xong ở dưới đây ở chế độ nè, chế độ nếu mình phải để là ở chế độ công khai nha mấy bạn, công khai ở trên cùng nè. Cái này mình làm mẫu cho mấy bạn xem nên mình để chế độ riêng tư ha. Giờ bấm chữ tạo, ok, nó sẽ ra một cái danh sách phát mới cho mình ha. Đây cái danh sách phát mình mới tạo nè, chữ Hạnh nè, có 5 video mới tạo ha. Hồi nãy mình để chế độ công khai nha mấy bạn. Nếu mà mấy bạn thử trước, mấy bạn để chế độ công khai xong rồi mấy bạn mà muốn chuyển qua chế độ riêng tư thì bạn bấm vào cái viết nè, bấm vào cái viết này để chuyển, bấm vào là chuyển đổi, nó sẽ bấm vào công khai thì cũng vẫn được bình thường nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu vào cái nội dung chính. Trước khi vào cái nội dung chính thì mình đã tạo được cái danh sách phát rồi, thì bây giờ để bạn mình ủng hộ mình thì đương nhiên phải vào cái danh sách phát đó xem, mình mới kiểm tra, mình mới xem được bạn mình ủng hộ bao nhiêu giờ ha. Thì bây giờ giả sử mình là một người khác nha, mình mở cái ứng dụng YouTube lên thì mình bấm vào tìm kiếm nha. Tìm kiếm thì mình là một người khác thì mình tìm kiếm cái kênh của bạn ấy. Bây giờ ví dụ mình tìm kiếm cái kênh của mình đi, Hệ Cuộc Sống Thật. Ok, nó ra Hệ Cuộc Sống Thật. Mấy bạn kéo kiếm cái kênh mà mình muốn ủng hộ ha, mình bấm vào nó sẽ ra cái kênh đó. Rồi mấy bạn bấm vào cái danh sách phát của người bạn mình nè, bấm vào cái danh sách phát thì nó sẽ ra một cái lốc danh sách để mà mình ủng hộ cho bạn mình. Ví dụ thì mình đã hồi nãy mình đã tạo một cái
cái bạn kia đã tạo một cái danh sách, ví dụ như mình tên Kiệt ha, thì bạn kia đã tạo một cái danh sách tên Kiệt cho mình rồi. Thì bây giờ mình sẽ bấm vào cái danh sách đó để mình xem nha. Ok, bấm vào nút chạy. Tới cái máy cái bạn vậy cái á, thì vậy là mình đã mình máy thì mình đã làm rồi. Cái này là mình đã đang xem cái đang xem ủng hộ bạn của mình ha. Ở đây có cái nút phát lặp lại nè, bấm vào đây thì nó xem chạy hết 4 cái video này, xong nó sẽ lặp lại cái video đầu tiên này nha. Vậy thôi, bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung chính nè. Kiểm tra coi cái anh Kiệt này, cái bạn Kiệt này đã ủng hộ mình được bao nhiêu giờ nha. Trên hội mấy bạn đó, mấy bạn mở ứng dụng YouTube lên ha. Nội dung chính là kiểm tra xem bạn của mình đã ủng hộ mình bao nhiêu giờ xem trên kênh YouTube ha. Mấy bạn thấy trên góc phải màn hình có hình đại diện của mình nhỏ nhỏ ở trên á, nào bấm vào ha. Mấy bạn bấm vào, mấy bạn bấm vào YouTube Studio nè. Hồi nãy mấy bạn đã tải gì rồi nó mới có cái chỗ bánh răng cưa nè. Tải về rồi nó mới có cái này nha mấy bạn. Rồi, mấy bạn thấy cái chỗ thêm không? Chữ xem thêm nè. Rồi bấm vô đây ha. Rồi trong đây nó rất là hay, nó tổng kết được giờ xem của kênh của bạn nè, số lượng xem là bao nhiêu, những video hàng đầu, những video mà xem nhiều nhất mấy bạn. Giờ vào cái mục chính của mình luôn, mấy bạn kéo qua chọn vào mức độ tương tác nè mấy bạn, mức độ tương tác ha. Ở đây thì mình làm hướng dẫn mấy bạn, mình chỉ cho mấy bạn cái danh sách phát mà mình đã tạo trước đó, thì các bạn Kiệt đã ủng hộ cho mình á nè, cái danh sách phát hàng đầu bạn Kiệt trong danh sách phát hàng đầu, thì mình kéo qua đây chọn mức độ, chọn chỗ là mức độ tương tác nha mấy bạn. Đây cái danh sách phát hàng đầu á, đây cái danh sách phát hàng đầu á là cái danh sách mình đã tạo ra, ví dụ ở đây mình làm mẫu á, thì mình đã tạo ra cái một cái danh sách tên Kiệt. Đây Kiệt nha mấy bạn, thì cái bạn Kiệt này á, đã xem ủng hộ bạn Kiệt là bạn thân của mình, đã xem ủng hộ cho mình được 22,3 giờ, thấy không? Mấy bạn kiểm tra được cái bạn Kiệt này đã xem cho mình được bao nhiêu giờ nha. Mấy bạn thấy cái ứng dụng này, cái kỹ thuật này rất là hay đúng không? Kiểm tra được bạn của mình xem cho mình ủng hộ mình được bao nhiêu giờ trên kênh của mình. Đây là một cái kỹ thuật nhỏ thôi, mình chia sẻ với mấy bạn để mấy bạn biết được bạn của mình đã ủng hộ mình được bao nhiêu giờ xem. Rồi giờ hỏi ra nha mấy bạn. Nói ra hết luôn ha. Thì kênh của mình ha, kênh của mình thì mới tạo thôi, mình cũng học hỏi rất là nhiều cho mấy bạn trên những video mà hướng dẫn làm YouTube. Mình thấy có cái này nó hay nên mình chia sẻ cho mấy bạn. Khi bạn của mình đã ủng hộ thì một ngày YouTube nó sẽ tổng kết một lần nha mấy bạn, khoảng 17 giờ chiều mỗi ngày nha. Bạn của mình đã ủng hộ cho mình được một tiếng đi, thì sau 17 giờ á mình mới xem được cái chỗ này nha mấy bạn. Sau 17 giờ chiều mình mới xem được cái bạn mình đã ủng hộ mình được bao nhiêu giờ nha. Ví dụ như xem một tiếng thì nó sẽ hiện ngay chỗ đây, chỗ 22,3 này là nó hiện lên số 1, đó là bạn mình đã ủng hộ cho mình một giờ xem. Kênh của mình là hệ cuộc sống thật, thì mình cũng mới làm YouTube đây thôi, mình cũng học hỏi từ những cái video hướng dẫn làm YouTube trên mạng á. Mình thấy cái kỹ thuật này nó hay nên mình muốn làm để mình chia sẻ cho mấy bạn mới làm YouTube. Rất mong là sự ủng hộ của mấy bạn.
Nếu thích thấy thích thì hãy cho mình một like, đăng ký kênh. Còn mấy bạn có ý kiến góp ý hoặc là muốn hỏi cái gì đó thì mấy bạn cứ comment mấy bên dưới. Mình sẽ tìm hiểu rõ cái vấn đề đó xong rồi mình sẽ chia sẻ cho mấy bạn nha. Rồi, mình xin kết thúc video của mình ở đây nha mấy bạn. Cảm ơn mấy bạn đã theo dõi kênh của mình.